Cách để crush tán tỉnh mình. Đầu tiên bạn phải giả vờ như không thấy crush mình đang ở đâu, mắt liếc nhìn trái phải như đang tìm, tỏ vẻ ngốc nghếch nè, chu mỏ xíu. À thấy crush rồi, mừng rỡ. À không, cười tươi xíu. Đúng, nhảy mắt. À không, biến thái quá. Hôn gió một cái đi, hôn hai cái đi. Quay sang là mặt lạnh, quay lại là mặt ấm liền nè. Đúng rồi, tiến lại gần một xíu, tiến lại, mỏ chu chu, hôn, hôn.